Chào anh em, mình giới thiệu anh em một cái máy ép chậm của Hàn Quốc. Con này thì của Sharp, dòng mà những cái dòng ép chậm của Hàn Quốc á, thì nó được cái thương hiệu là nổi tiếng về máy, nổi tiếng về cái dòng ép chậm này. Thì con này là hãng Sharp, nó là điện 100V, công suất của nó là 150W. Ở đây máy in Korean đời 2012, con này thì mới khoảng 90%. Máy nó chạy cực kỳ là bền, dòng này siêu bền. Nói chung thì ở đây mình sẽ thử cho anh em xem. Đó. Khi anh em xài anh em nhớ, tại vì mình lỡ cái tay nãy mình bấm phía sau này. Phía sau nó có cái công tắc này. Đây mình một là mình ép đây. Mình cho nó ngừng cái, tại vì mình lỡ cái tay, mình cho nó ngừng ở giữa cái mình mới đảo chiều. Tại vì khi mà mình ép á, mình ép một hồi nó nặng quá thì mình sẽ bật lên, bật chế độ cho nó nhồi lên để cho nó ra. Thí dụ như mình làm nhồi giá thuốc lá thuốc dồi, mình nhồi lá thuốc dồi thì nó sẽ bị nhồi kẹt cứng. Khi mà kẹt cứng nó có chế độ là tự động tắt máy. Khi tắt máy anh em phải mở ra, anh em khửi hết bung hết trơn lại thì anh em là cứ ép là bình thường. Còn khi mình đang sử dụng, dù đang sử dụng như thế này đó, mình chỉ cần mình nhóm mở này ra thôi là nó báo có tắt liền. Tại khi mình mở ra nó không cho mình sử dụng cái công tắc, mình xây lại nè là nó sử dụng lại đó. Nó là vậy, nó có cái từ không khóa từ nằm bên trong đó, nó là như thế. Tay này để tay ép xuống rồi, khi này mình mở ra bên trong, còn ở đây này cái lưỡi bên trong, cái tay ép bằng nhựa nằm bên trong này, cái chai ép của nó nè, cái chai ép để đây, còn cái này là cái lưỡi của nó nè, đây cái lưỡi bên trong cái bầu của nó. Rồi xin chào nha anh em nào cần thì liên hệ mình.